Xin chào cả nhà, món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Hôm nay mình sẽ nấu món lạ nghe cả nhà. Món mới, mình mới học mình nấu lần đầu tiên luôn. À, giờ mình phi tỏi nghe cả nhà. Đây, mình phi tỏi cho nó vàng. Xong rồi mình bỏ cái đầu tôm vô cả nhà, cái đầu tôm mình bỏ vô mình tao. Với lại cái gốc của cái cây ngò nha cả nhà. Đây cái gốc cây ngò, nếu mà ở nhà mà mình không có gốc cây ngò thì mình nấu củ hành tây cũng được cả nhà. Tại vì mình học ở trên mạng á, giờ mình nấu đầu tiên thôi cả nhà. Cả nhà thường thường là nấu bánh canh hay là nấu hủ tiếu hay nấu cái gì đúng không? Hôm nay mình nấu bánh phồng tôm. Đây. Bánh phồng tôm cả nhà ngâm, mình ngâm cái đây chắc cả tiếng rồi đó cả nhà. Ra bánh phồng tôm mình ngâm nha cả nhà. Đó, mình ngâm. Để chúng mình là mình nấu theo thứ tự nha. Bây giờ mình nấu theo thứ tự là bắt đầu là cả nhà biết nha. Mình ăn mình thấy ở trên mạng á, nó nấu nó kêu ăn ngon lắm, ăn cực kỳ ngon, nên là mình cũng không có cưỡng nổi, mình sẽ thử thử ngon hay không. À, nấu đúng 3 tô 3 người ăn thôi. Rồi bây giờ mình lụm cái đầu tôm mình bỏ vô, là cái cách thức này là trên mạng nó bày nha, nó bày sao là mình nấu y vậy nha cả nhà. À, còn ví dụ mình nấu mà ok rồi thì mai mốt mình muốn muốn làm sao mình làm tùy ý mình ha. Đó, đây này trên mạng nó bày mình sao thì mình phải làm y cách thức y vậy. Đó, bỏ đầu tôm vô tao. Cái này mình cho chút ớt ớt sa tế vô cho cái màu nó đẹp nè. Đó, sẵn mình tao cái mình cho chút cái ớt sa tế luôn. Ba tô để mình coi thử, mình lường có ba 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 tô nước. Rồi mình lấy cái tô mình lường 3 tô nước cả nhà. 3 tô nước thì nó nằm một góc chưa được nửa son. Rồi bây giờ mình cắt cái góc ngòn ngòn ngò rí này cả nhà. Đó, mình bỏ vô luôn, rửa sạch cái góc ngang, cái góc mình rửa sạch, mình rửa trắng tinh luôn hết chưa. Ngâm nước muối rửa trắng tinh cái góc luôn, bỏ vô. Đó. Một chút nó sôi lên mình nêm nếm cái nước lèo nó đâu vào đó, rồi mình mới vớt cái góc ngò rí ra, mình vớt cái đầu tôm ra cả nhà nha. Mà đó bắt đầu là mình nấu theo cách của ở trên đó nó bày. Rồi ví dụ mai mốt mình nấu mình ăn ngon thì mình khỏi vớt đầu tôm ra đó, mình chỉ vớt cái ngò rí ra thôi đúng không cả nhà. Là bây giờ mình cứ làm theo cách trên mạng đã. Rồi cả nhà nó sôi cái mình vớt cái đầu tôm ra, bắt đầu mình nêm nếm cả nhà. Mình vớt cái đầu tôm luôn, mình vớt luôn cái củ ngò rí luôn cả nhà, cái rễ ngò rí luôn. Vớt hết ra luôn. À, mình quên nói cả nhà, có trứng cút nữa nghe cả nhà, nhưng mà đợt này là mình ngán trứng cút, mình không có nấu trứng cút á cả nhà. Có trứng cút nữa nha. Đó. Còn đợt này là mình ngán trứng cút rồi. Rồi để mình coi cho nó kỹ kỹ còn cái rễ. Ô nó thơm thiệt cả nhà ơi. Mình hồi lần đầu tiên mình nấu bằng cái nghệ cái rễ của ngò nè. Ừ, lần đầu tiên mình nấu cái rễ của ngò rí nè. Rồi cả nhà nêm nếm theo vừa ý thích cả nhà nha. Xong rồi bắt đầu bỏ tôm vào. Tôm này là mình lật cái đầu ra, rồi mình lật hơn nửa nửa người thôi cả nhà, hơn nửa người luôn, còn một cái đuôi chút xíu nữa cả nhà, để cho nó đẹp con tôm á. À, bây giờ bỏ tôm vô. Mình làm đúng 3 tô thôi trong cái dư. Ngon thì lần sau mình nấu tiếp. Như cái gì ta? Cái món gì ta? Cái món gì hôm bữa mình giới thiệu cả nhà đó, cái gì bột bán. À, bữa mình nấu bột bán á cả nhà, không ngon nha. Nhà khẩu vị nhà mình là không ngon thôi, còn khẩu vị của người khác thì mình không biết nha. Đó, là cái bột bán, bữa mình nấu bột bán á cả nhà. Nhưng mà nhà mình là khẩu vị không thích. Rồi. Bắt đầu cả nhà đổ tôm vô, tôm cỡ tắm rưỡi, bắt đầu cả nhà mới bỏ nấm vào. Rồi cả nhà bỏ nấm vào cái nó sôi lại là nấm cũng đã muốn chín luôn nha cả nhà. Rồi bắt đầu mình bỏ nấm vào, xong rồi bắt đầu mình bỏ cái bánh phồng tôm này nha cả nhà. Đó, bánh phồng tôm này mình bỏ vô luôn. Mình hay khám phá món lạ, nhưng mà món lạ dễ nấu, chứ món lạ mà khó nấu là mình không có nấu được nha cả nhà. Đây, món lạ rất là dễ nấu. Rồi cả nhà cho sôi từ 5 đến 10 phút nữa là ok.
là tắt bếp, bắt đầu nêm đồ vô là ok. Để mình ăn thử, nếu mà lần sau mình nấu nữa là mình sẽ thông báo cả nhà là ngon nhất cả cái nách luôn. Còn bây giờ mình ăn thử không biết ngon hay không ngon nha. Đó, lần đầu tiên luôn á cả nhà, nghĩ cái bánh phồng tôm là mình sẽ chiên, mình ăn gỏi đồ không? Cả nhà mình chiên nó phồng lên mình ăn gỏi đồ đúng không? À, nhưng mà bây giờ mình nấu cái này, thấy nó lạ chưa? Đó, chén hành mình sắc sẵn rồi đây cả nhà. Trời ơi, con nhất cái nách luôn ha. Rồi, mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày với mình nha. Ok.